Xin chào tất cả các em. Nội dung bài dạy hôm nay đó là hướng dẫn các em giải đề ôn số 3. Phần số 2 là phần hình học, gồm các bài 4, 5 và 8. Bài 4. Một người dùng thước vuông góc để đo chiều cao của một cây như hình vẽ. Sau khi đo, người đó xác định được HB bằng 1,5m, BD bằng 2,3m. Tính chiều cao BC của cây, làm tròn một chữ số thập phân. Các em vẽ hình vào tập, sau đó ghi chú vào hình đoạn HB 1,5m, đoạn BD bằng 2,3m. Quan sát hình vẽ, ta có AHBD là hình chữ nhật, nên đoạn DB sẽ bằng đoạn AH bằng 2,3m. Tiếp theo, tam giác ABC là tam giác vuông tại A, có AH là đường cao và AH cũng đã có độ dài, HB cũng có độ dài. Như vậy, để tính được BC thì chúng ta sẽ đi tính HC bằng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Bình phương của đường cao bằng tích hai hình chiếu, có nghĩa là AH bình phương bằng HB nhân HC, từ đó ta có thể tính được HC. HC là biểu thức 2,3 mũ 2 chia 1,5. Từ đó ta tính được BC bằng cách là BH cộng với HC. Kết quả bằng 5. Vậy cây cao khoảng 5m. Bài số 5. Một người đứng trên tháp của một ngọn hải đăng cao 60m, quan sát hai lần một con thuyền đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất, người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 20 độ. Lần thứ hai, người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 30 độ. Hỏi con thuyền đi được bao nhiêu mét để có hai lần quan sát, làm tròn hai chữ số thập phân. Dựa vào đề bài, các bạn vẽ lại hình. Sau đó chúng ta xem đề bài đã cho chúng ta những yếu tố nào. Ở đây độ cao của tháp là bằng 60m, nên AB cũng bằng 60. Góc hạ thứ nhất là 20 độ, có nghĩa là góc XBC bằng 20 độ, nên góc BCE cũng bằng 20 độ. Góc hạ thứ hai là góc XBD bằng 30 độ, nên góc BDE bằng 30 độ. Và để tính cách điểm hai lần quan sát, thì chúng ta sẽ đi tính đoạn nào các em? Chúng ta sẽ đi tính đoạn CD. Để tính được đoạn CD, các em phải đi tính được đoạn AD và đoạn AC. Khi đó chúng ta lấy AC, chúng ta trừ AD thì chúng ta sẽ được đoạn CD. Và để tính đoạn AD và AC thì chúng ta sử dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Đó là muốn tính cạnh góc vuông này, ta lấy cạnh góc vuông kia nhân cho tan đối hoặc nhân với cột tan kề. Đầu tiên chúng ta xét tam giác ABD. Tam giác ABD vuông tại A, nên cạnh AB bằng cạnh AB nhân cột tan B. 60 nhân cột tan 30. Để tránh sai số, các em không nên bấm máy tính ra kết quả AB. Chúng ta chỉ thay cái con số của đề bài. Tiếp theo, chúng ta có tam giác ABC vuông tại A, nên cạnh AC sẽ bằng cạnh AB nhân với cotan C, bằng 60 nhân cotan 20 độ. Và đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái phương trình. Chúng ta lấy AC trừ AD, thế vào công thức, tức là 60 nhân cotan 20 độ trừ 60 nhân cotan 30 độ bằng 60 nhân mở ngoặc cotan 20 độ trừ cotan 30 độ, và kết quả gần bằng 60,93m. Thì đề bài yêu cầu là tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Và cuối cùng là chúng ta kết luận khoảng cách giữa hai lần quan sát của chiếc tường là 60,93m.
bài số 8 cho đường tròn tâm O bán kính R và một dây cung MN không đi qua tâm. Từ M và N kẻ tiếp tuyến với đường tròn cách nhau tại điểm C, nối OP cắt MN tại điểm K. Câu A, chứng minh OB vuông góc với MN và MP bình bằng BK nhân VO. Thì trước tiên chúng ta sẽ vẽ đường tròn tâm O và một dây cung MN không đi qua tâm. Để vẽ tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm của đường tròn, thì để vẽ tiếp tuyến tại điểm N này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vẽ bán kính, vẽ bán kính ON. Sau đó chúng ta sẽ đặt thước vuông góc với ON tại điểm N. Tương tự, để vẽ tiếp tuyến tại điểm M, ta cũng vẽ bán kính OM và đặt thước vuông góc với bán kính OM tại điểm M. Lưu ý khi vẽ xong tiếp tuyến, các em phải ký hiệu vuông góc tại điểm M và điểm N. Và hai tiếp tuyến này cắt nhau tại điểm T. Đoạn OB cắt đoạn MN tại điểm K. Chứng minh OB vuông góc với MN. Để chứng minh OB vuông góc với MN thì chúng ta sẽ sử dụng định lý sau đây. Điểm cắt đều hai đầu của đoạn thẳng thì điểm đó sẽ thuộc đường trung trực của đoạn thẳng. Ở đây chúng ta có OM bằng ON, có nghĩa là điểm O cắt đều hai đầu đoạn thẳng MN. BM bằng BN, lý do hai tiếp tuyến này cắt nhau tại điểm T. Vậy điểm T cắt đều hai đầu của đoạn thẳng MN. O và B là hai điểm cắt đều hai đầu của đoạn thẳng MN. Đường thẳng nói hai điểm O và B là đường trung trực của đoạn MN. Vì là đường trung trực nên theo định nghĩa OB sẽ vuông góc với MN tại điểm K, và điểm K là trung điểm của MN. Khi đó ta thực hiện OM bằng ON bằng bán kính của đường tròn tâm O theo như đề bài, đó là R. PM bằng PN do tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Từ hai điều này ta suy ra là đoạn OB hay đường OB là đường trung trực của MN. Mà nó là đường trung trực nên đoạn OB vuông góc với MN tại điểm K, và K là trung điểm của MN. Chúng ta sang ý thứ hai của câu A, và chứng minh MB bình phương bằng BK nhân VO. Chỉ cần quan sát kỹ chúng ta có thể ra được ngay kết quả. Đó là lý do gì nè? Đó là lý do tam giác MOB vuông tại M có MK là đường cao. Chúng ta có MK là đường cao vì lý do OB vuông góc với MN tại K. Và khi tam giác này vuông tại M có MK là đường cao, thì theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, bình phương của cạnh góc vuông sẽ bằng tức của cạnh huyền nhân với chiếu của cạnh góc vuông nó trên cạnh huyền. Như vậy MB bình phương sẽ bằng BK nhân B vuông. Sang câu B, kẻ đường kính MA của đường tròn tâm O nói AP cắt đường tròn tại Y. Chứng minh BI nhân BA bằng BK nhân BO và góc BKI bằng góc BAO. Để vẽ đường kính MA của đường tròn tâm O, kẻ tia MO cắt đường tròn tại một điểm, thì điểm này chính là điểm A. Kẻ A và B để đoạn AB cắt đường tròn tại điểm Y. Đoạn AB đường tròn tại điểm Y. Chứng minh
BI nhân BE hoặc BK nhân BO. Để chứng minh BI nhân BA bằng BK nhân BO thì các em nhớ lại ở câu A, chúng ta đã có BK nhân BO bằng với MB bình phương. Vậy bây giờ muốn chứng minh BI nhân BA bằng BK nhân BO, ta chỉ việc chứng minh BI nhân BA bằng MB bình phương. Vậy tích hai đoạn này bằng MB bình phương là lý do gì? Chúng ta quan sát hình vẽ. Chúng ta mới vừa vẽ MA là đường kính. Và khi nhắc đến đường kính thì chúng ta nghĩ đến vì chúng ta sẽ có tam giác vuông. Vậy ngoài điểm M và điểm A thì trên hình vẽ chúng ta có điểm Y là điểm thuộc đường tròn. Cho nên tam giác MAI là tam giác nội tiếp đường tròn tam ô, có MA là đường kính. Vậy tam giác MAI là tam giác vuông tại điểm Y. Khi tam giác MAI vuông tại Y có nghĩa là MI vuông góc với AB. Khi nói cách khác, tam giác MAB vuông tại M có MI là đường cao. Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông này, ta được BM bình phương bằng BI nhân BA bình phương một cạnh góc vuông bằng tích của cạnh viền và hàm chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh viền. Vậy đây chính là lý do tại sao BI nhân BA bằng MB bình phương. Và đây chính là sơ đồ để chứng minh câu B và sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông là tích BI nhân BA bằng MB bình phương. Thông qua MB bình phương hai tích này bằng nhau. Cô hướng dẫn tiếp câu B ý thứ hai là chúng ta đi chứng minh góc BKI bằng góc BAO. Để chứng minh góc BKI bằng góc BAO thì việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được hai góc này trên hình vẽ. Để có góc BKI chúng ta kẻ KI. Giúp các em quan sát rõ hơn hình vẽ này, cô sử dụng màu để đánh dấu góc BKI. Đây là góc BKI và góc BAO là góc này. Để chứng minh góc BKI bằng góc BAO, chúng ta phân tích đề bài. Góc BKI là nằm trong tam giác BKI. Góc BAO thuộc tam giác BAO. Quan sát hai tam giác, chúng ta thấy hai tam giác này có B là góc chung. Ngoài ra, ở phần ý đầu tiên của câu B, chúng ta có BI nhân BA bằng BK nhân BO. Từ đây ta có thể suy ra tỷ lệ thuận liên quan đến hai cạnh của hai tam giác này. Đó là BI chia BO bằng BK chia BA. Kết hợp với góc B chung, từ hai ý này chúng ta có thể suy ra được điều gì? Đó là tam giác BKI sẽ đồng dạng với tam giác BAO theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy để trình bày bài toán này thì chúng ta sẽ đi trình bày từ dưới lên. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta có tích BI và BA bằng BK nhân BO. Ta suy ra tỷ lệ thuận này kết hợp với góc B chung, ta kết luận hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng trên trường hợp cạnh góc cạnh và suy ra góc tương ứng bằng nhau. Chúng ta tiếp tục qua câu C. Gọi điểm B là giao điểm của MN và AB. MN và AB. H là giao điểm của MI và OB. Để chứng minh BH song song với AM, chúng ta sẽ đi chứng minh theo vị trí hai cặp góc đồng vị bằng nhau. Và chúng ta sẽ chọn góc BAM và góc BBH ở vị trí đồng vị. Mà góc BAM còn gọi là góc BAO, là cái góc mà chúng ta đã
xét ở khung B. Góc BAO này đã bằng với góc BKI. Mà góc BKI á, thì cũng là góc HKI. Như vậy, để cho góc BAO bằng được với góc BBH thì ta chỉ cần chứng minh góc BBH này bằng với góc HKI. Mà các em thấy là gì? Cái tứ giác HKBY tại đỉnh Y có góc vuông, tại đỉnh K có góc vuông. Đỉnh Y và đỉnh K là hai đỉnh đối nhau. Vậy ta có thể chứng minh được tứ giác HKBY là tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu tổng hai góc đối bằng 180. Và khi tứ giác HKBY này nội tiếp thì cái góc HKY và góc HBY là hai góc nội tiếp chắn cung HY của đường tròn đi qua bốn điểm HKBY. Chúng ta có sơ đồ phân tích sau đây. Tôi muốn dẫn tiếp câu C ý thứ hai. Để chứng minh bờ H bằng 1/2 bờ B nhân sin của góc MB, các em sẽ vẽ tia bờ H cách MB tại điểm G. Thì lúc này BG song song với AM, mà AM lại vuông góc với MB, cho nên BG cũng vuông góc với MB. GBB vuông tại G, ta có BG bằng BB nhân cho sin của góc MBG. Như vậy cái tích BB nhân sin của góc MBG là bằng BG. Vậy để chứng minh được giải thích này, chỉ cần chứng minh BH bằng 1/2 BG. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ phải đi chứng minh bằng HG. Ta có tam giác MOB có HG song song với MO. Áp dụng hệ quả của định lý Thales cho ta HG trên MO sẽ bằng BH trên BO. Mặt khác, tam giác AOB có BH song song với AO nên áp dụng hệ quả của định lý Thales cho ta được BH trên AO sẽ bằng BH trên BO. Từ hai tỷ lệ thức này quan sát, hai tỷ số này sẽ bằng nhau vì cùng bằng B trên B. Mà MO bằng với lại AO bằng bán kính của đường tròn MO nên HG bằng B. Chúng ta có được cái điều chúng ta phân tích ở trên. Vậy BH bằng HG có nghĩa là BH bằng 1/2 BG, mà BG lại bằng tích của BB nhân sin của góc MBG. Vậy chúng ta sẽ tính được. Cô vừa hướng dẫn cho các em thực hiện các bài hình học của đề ôn số 3. Chúc các em ôn tập đạt kết quả. Xin ái chào tất cả các em.